Nữ sinh ngoại thương 18 tuổi gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam. Bùi Thảo Linh thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp tại vòng trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 vì đều đến từ Đại học Ngoại thương, ngôi trường Hoa hậu. Bùi Thảo Linh sinh năm 2004 đến từ Thanh Hóa. Cô nàng hiện là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, Thảo Linh không giấu được sự lo lắng khi lần đầu ghi danh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thảo Linh chia sẻ hai đàn chị cùng quê là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nhi chính là nguồn cảm hứng thôi thúc cô tham gia Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, cô gái 18 tuổi mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ cuộc thi cũng như từ các thí sinh khác. Đến với Hoa hậu Việt Nam ngay khi đang là sinh viên năm nhất, Thảo Linh lần đầu tiên tiếp xúc với các thiết bị quay, chụp chuyên nghiệp cũng như có dịp tiếp cận các nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, phục vụ hậu trường. Thảo Linh cho hay, cô đã được các thành viên trong ekip ban tổ chức hướng dẫn tận tình các thao tác, kiểu dáng phù hợp bản thân. Mình thể hiện chưa được tốt lắm, nhưng dù sao đây cũng là bước làm quen, mở màn cần thiết cho chặng đường từ nay đến kết thúc cuộc thi, Thảo Linh nói. Trước khi bước vào sân chơi nhan sắc uy tín bậc nhất này, Thảo Linh từng nghĩ môi trường sẽ khắc nghiệt, nhưng đến đây mới thấy mọi người, từ thí sinh đến các thành viên ban tổ chức rất thân thiện, hòa đồng. Các anh chị sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần. Chúng mình có nhiều dịp trò chuyện, trao đổi, do đó mỗi bạn có thể học hỏi, cải thiện nhiều kỹ năng mềm, cô gái 18 tuổi nói. Vào vòng trung khảo, Thảo Linh tái ngộ một số bạn trong lớp catwalk trước đây. Được gặp lại, cùng nói chuyện, trao đổi và thân thiết nhau hơn. Điều này giúp mình an tâm hơn, đồng thời cũng có nhiều cơ hội hòa nhập, trao đổi với nhiều thí sinh khác, Linh chia sẻ.